Ok, mình sẽ đi tiếp xem. Sau Demon đó mình... Thế nên về cơ bản là bọn quỷ không thuộc về thế giới này à? Tôi đoán như thế là sự thật à? Điều này cũng nói về cái những cái sinh vật như nhân tạo như tôi đúng không ạ? Our interference with Lamu's plot resulted in the deaths of two. Not only that. We interrogate Chan Ao Lam. Do you believe I belong with you? Liệu cậu có tin là tôi thuộc về cậu không? Và tôi chỉ là một gánh nặng. Bro. Anh là một cái sự trợ giúp đáng quý á. I'm relieved you feel that way. I swear I'll do everything in my power. Chả lẽ là mình lại trả lời ông là một gánh nặng. Bro. Chả lẽ tôi lại bất lịch sự như vậy sao? Này, chỗ anh có chạy đâu, đây không nhảy ra. Nó. Mình tưởng là nó có cái chỗ nhớ đấy nhưng mà nó không phải. Nhưng là một lần nữa là chúng ta lại có mấy cái con gì nhỉ? Tôi chết rồi. Quay rồi. Mình đang cầm con Anubis. Con này nó yếu với cái gì nhỉ? Hình như con này yếu với băng. À đó, con này là mình đánh rồi. Chết rồi, mình có con Mitama mình không đánh nữa. Để mình ném cái ấy thôi. Bắt được con này không? Gotcha. Sao mình không hiểu sao cái đoạn này nó frame dây nó rất tởm nhỉ? Băng, con này nó yếu băng này. Bọn ui. Mẹ con sói này nó sói đi yếu với băng này. Bóng tối có yếu không? Không yếu với bóng tối á. Thế thì mẹ mấy con Anubis này ở đây làm cái mẹ này. Có con nào đánh con sẽ Breakfast là đánh băng mà. Nhưng mà cái con Breakfast này bây giờ nó đánh thêm phải đánh một bóng tối hơn là đánh băng ấy. Nhưng mà chỉ cần xịt chúng với con Mitama là quay chết. Mà cái chính là chúng ta không xịt được chúng ấy. Này có ba Bufu ấy. Này, chỗ này tiện phết này. Mình là muốn thu phục cái con chó hai đầu này. Là một số bản nó gọi là Cerberus. Còn có một số bản nó gọi là Othut. Vậy là mình nói chuyện nào không? Vậy nó cắn chết mình mất. Look at the ride effect. Ai câu một trái tim lạnh lẽo. Give me something to warm me up. 5.000 thì sao? No! Tôi hiểu rồi, thế thì một cái file... Ok, đây rẻ nhỉ? Trên thực tế mình còn đúng một cái á? Ố? Sao con này nó dễ tính thế nhỉ? Chỉ đưa nó một cái file sắp và nó thay cho mình à? Nó theo phe của mình, ui! Lên 10.000 kinh nghiệm đấy. Two small crystal... Two small glory crystal. Nên là nên là chúng ta có thể ngồi chúng ta farm cái glory ấy bằng cách đánh mấy con vòng vàng ấy. Bây giờ mình đang cần một cái con nào nó tanh ấy. Zoshitsune thì nó không phải tanh lắm ấy. Nhưng mà nó ít ra nó kháng lại đánh vật lý ấy. Cho bọn này đi ra ngoài ấy, cho đi nghỉ mát ấy. Anh cho em Isis của mình vào nhé. Con này là nó đánh lửa ra nhỉ? Con này nó đánh được lửa nhưng mà lửa nó phò. À đó, con này nó đấm lửa nên nó cắn lửa ấy. Nên là cái phần này là nó sẽ có nhiều cái không cần phải magic ấy. Cũng ngon phết. Con này có cắn lửa kinh phết. Phun lửa đấy. Phun lửa thì nó tính là magic này. Mà đánh lửa này nó tính là cắn đánh ấy nè. Ít là có con này đánh lửa cũng an tâm hết này. Mình đánh mấy cái. Mình bắt mấy con này. Con này là cái gì nhỉ? Tên là gì mình quên con mẹ mất. Con này mấy cái bản Persona khỏe phết. À, OC. Con này yêu cái set này nè.
với lửa. Như đá choáng. Choáng chưa, choáng chưa biết. Mẹ con đánh bố bên. Con này không biết có cái chiêu gì mà nó ngủ không nhỉ? Mà Zion Sakam. Con này có chiêu hồi sinh nào? Ai block, electric block. Nhưng mình không hiểu sao cái đoạn này rất phim tởm đấy nhỉ? Toàn hai mấy frame. Jose Idel. Physical way là đánh đau phết nhỉ. Nhưng mà chính mình thấp chết luôn á. Giờ là cái con Isis này nó không có chiêu hồi máu ấy. Đều cho một phát. Thôi mình phải giết nó xuống. Không thành như vậy chính mình chết mất. Thôi không chết á. Bro. Electric block. Bufula này. Điện không được này. Đều nhà mày không có tí nào. Nào Hobino. Chết mà mày. Cược. Ừ, 13.000 kinh nghiệm. Nhưng bọn này nó level cao á. Bay mẹ em hồi máu thôi. Ủa thằng này này. Nó có thằng này nó hồi máu này. Quên mất, còn có thằng Dinosaur này nữa mà. Chỗ này là mẹ nó, ui. Nhưng mà mình đang muốn thu phục cái con này. Úi, rơi con mẹ xuống rồi. Bro. Rơi mẹ ra chân cầu. Chỗ này mà đi tìm mấy con Mimen vỡ mặt rồi. Mấy con này bây giờ nó sợ mình nó chạy ra. Nó chạy. Thế chứ tỏ level mình cao quá rồi cái đoạn này. À nó mình chưa đi bán mấy cái này nhỉ. Lucky bà uống máu ấy. Như là mấy cái bam này rất là ngon bởi vì nó tăng trực tiếp cho thành nhân vật chính. Phần này nó lag thật đấy. Nó khác hẳn cái mấy cái phần X1. Nhìn chơi nó mượt. Cho nên nó có nhiều cái hiệu ứng mà nó lốt nặng. Một cối con gì xa xa, ôi bố. Một con đèn hàn khủng. Ui, mẹ mày xích chó cổ. Tở vãi lành. Ôi, con này ao đây. Có khi là mình phải teleport lại. Ơ, có cái con Itama. Much, much later. Ok, một lần nữa mình đã quay trở lại để mình chơi tiếp. Nên là mình quay lại cái đoạn mà mình bị treo luôn để mình chơi tiếp. Nên là rất là ghét, nên là cái này nó nên đôi khi mình chơi mãi nó chả bị treo. Nhưng mà đôi khi nó bị treo liên tục. Và vừa vào nó bị treo luôn ấy. Nên là cái này nó cũng rất là khó, từ từ mình sẽ. Nên là mình sẽ đi thẳng ở đây mình đánh con này thôi. Mình sẽ chỉnh lại cái party này. Mình sẽ cần Inu, Idu này. So, Yoshitsune và Artemis này nhỉ. Thưa là mình chỉ cần mấy cái con này. Chém được con này chết rồi. Nếu chém con này chết luôn thì không. Ui. Thưa mấy con hàng khủng. Đây là toàn hàng khủng luôn đấy, không phải gì.
Thằng này Kuchien này. Nên là cái thằng này ở bản là Persona để fusion lên cái thằng Jojitsune đấy. Nên là khả năng nó kháng lại vật lý rồi. Nó kháng vật lý thật. Còn đi với Seth, Feta Sword, Mazama. Với Inu này cứ ấy đi. Nên là mình có Inu thì mình không sợ. Coi nó hồi máu áp á. Mình sẽ buff này. Attack up. Mình sẽ chém một con này đi. Kill someone. Thăng chùa. Piercing ammo này. Ok, mình cứ thuyết piercing thằng này. Thằng này nó yếu với set. Nên cứ cho thằng kia mà chính mình bổ. Gặp phải đối tượng của anh. Ui, né được rồi chứ. Ui mẹ mày. Né được cái mày bay bay màu luôn. Em này có thể đứng lên mình em scan con đĩ này. Nên là kiểu như là nó dựa vào cái background của mình khi đánh nhau ấy. Bởi vì là bởi vì ở cái bản mình chơi là nó để cái chế độ là cái level of detail nó cao ấy. Nên là cái raw distance nó cao ấy. Nên là nếu mà chúng ta nhìn một cái khoảng không mà có nhiều cái nhân vật ấy thì cái frame rate nó rất là kinh ấy. Nên là ở cái phần này là đấy là cái lý do mà tại sao ở phần này là cái frame rate của mình nó rất tởm. Con này nó yếu với băng và ánh sáng. Ok, mình sẽ cho con này búp lên tiếp. Em này xinh ngay. Nên bọn em nó đánh yếu với ánh vật lý này. Con kia hình như là nó cũng yếu về ánh sáng nhỉ? Mình xem nào. Đây, đây ánh sáng thoải mái. Úi giời, chết luôn á. À, có instant kill mà. Thế là kiểu có khả năng là instant kill. Ui, mẹ tưởng mấy chú này như nào. Nó có không đánh mình được cái down nào mới sợ nhỉ? Úi giời. Tan tành, tan nát. Không có gì để mất. Con này có... Nên là cái con Artemis này nó có Lullaby là mình bao giờ mình quên mất. Con này có Zion Đại đấy. Úi giời. Thôi để anh tiện chừng một đoạn. Một lít ba này. Cái thằng này là mẹ Phoenix nốt. Con này lại dễ quá nhỉ. Nên là mình sợ bị treo lắm em. Không hiểu sao. Art of Intervention. Dead Aura 3. Ôi, nó chỉ mở cái đoạn này thôi á. Nó chỉ mở một đoạn tí thôi á. Hình như mình phải đập mấy cái cột này ra. Nhưng mà không biết là cái chuyện. Mình sẽ bay lại kia để mình lấy ít chỗ nhớ đi. Nên là đề phòng chúng ta bị treo mẹ. Nên là mình không hiểu cái đoạn này nó bị làm sao mà nó bị treo rất là điên cuồng luôn. Nhưng mà cái giờ là em Artemis để đốt mana kinh quá. Nên là cái con Idu này nó không có cái cơ chế gì nó hồi lại mana ấy. Giống như thằng nhân vật chính như mình ấy. Hút rất là nhiều mana luôn. Hoặc là có cái trưởng hút lại mana ấy. Nên là mình đang xem để cho nó cân bằng lại team ấy. Này. Từ từ. Mình để full screen nhỉ. Mình quên mất. Nhưng mà hình như là để full screen hay là không full screen hình như là nó sẽ đỡ giật hơn nên là mình không rõ. Mà như có vẻ như là nó vẫn vậy thôi. Nên là tạo ra là mình sẽ đi thẳng đấy thôi. Có thằng thiên thần đấy. Ông đứng đây thì ông ấy chạy để làm cái gì. Nhưng được cái là để vào ngoài kia thì xem được cái frame của nó là bao nhiêu ấy.
Lại có cái con rô trông tên cái gì. Thế như là nãy mình bắt được mấy con sao ra nhỉ? Nên là từ nãy giờ thu phục được mấy con ấy, cũng không tệ lắm. Nên là có em Idun này an tâm quá. Em này hồi máu thuyết phục. Đẩy em này vào này, Backfrost vào này. Quỷ đây. Cái cơm biểu mấy con này càng ngày càng khó tìm, nó cứ tìm nó quỷ rồi ấy. Mà sao mình không ăn được cái này nhỉ? Bro. Lỗi à? Khiếp rớt mẹ, mười mấy frame. Đằng này nó có cái hàng. Nên là mình sẽ quay lại, nếu mình không ăn được mình sẽ quay lại mình ăn sau. Elexucha. Ui mẹ, frame rất như điên như dạ. Nên là hy vọng các bạn không phiền lắm ấy. Nên là mình sẽ đi bộ cho là đỡ phải rớt vậy. Nên là đúng là cái trò này chơi trên Switch là rất là nặng luôn. Nhưng mà một lần nữa là chúng ta đang chơi giả lập mà. Nên là nó cũng hơi bị tệ. Ôi mẹ, con đều này mà. Ôi con Anju này bây giờ mới xuất hiện á. Thế mà mình đánh cái con này từ lúc đầu luôn, từ cái đoạn Act 1 đấy. Nhưng mà bây giờ con này nó mới xuất hiện này. Con yếu với ngủ rồi. Quen nó có level 48 ấy, mẹ không phải gì đâu. Mạnh phết. Con yếu với cái gì nhỉ? Yếu với gió á. Mình nghĩ chuyển sang con nào này. Con này nó có cái gọi ngủ nhỉ? Alice à? Thế là bây giờ có cái con nào ngủ tiện phết mẹ. Ngủ do phang, tập trung phang một con ấy. Con Alice còn ngủ à? À đúng rồi, nó đang ấy mà. Thằng nó cào critical. Ui, cào sắp chết luôn á. Ui mẹ, may quá thằng này né được. Con đĩ này. Con chó này. Nó tanh thật đấy. Mình tập trung mình phệt hồi rồi. Nên là bản thằng này nó không tanh lắm ấy. Nó đã tanh nhưng mà... À, nó kiểu tanh nhưng mà nó không phải tanh. Ủa đây, để tao farm một con. Mẹ phải cho mày chết. Piercing ammo. Con này khỏe phát nhỉ mẹ, mày ở cái phần kia đánh với va vẩn. Mà tự nhiên cái đoạn Azu này khỏe vãi. Stop rồi. You are the beast handsome. I heard about you. Kìa. Nào, bọn chúng nói ngươi là một điểm báo xấu. Hãy tránh xa ta ta. Ơ? Oh, bro. Này vẫn ngủ say bí tỉ. Cho mày dậy đi. Dậy bitch. Mudon. Thì mình sẽ nói chuyện. Die yet? Yes. Then do you not give them dead? Give them gift and pray instead. À, bên nó nhận quả. Cho ta. Ui ôi mẹ ơi. No. I see. Miracle game.
Mikone mày đắt mày nhỉ. Ok, mày muốn gì đấy. Nhưng mà cái này đồ xịn của ta đấy. À đúng rồi, mình chưa đủ level, ok. Nên là khi nào mà chúng ta ấy thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta nói chuyện cái này là chúng ta tuyển nó về được team ấy. Nên là cũng không tệ lắm. Ôi lại gặp con này á? Oh, it's you. Này đây làm gì? We meet again, huh? We didn't like talking about destiny, right? Destiny or whatever, right? Đây chắc chắn là như cái định mệnh gì đúng không? You don't believe in that sort of stuff. Either way, perfect timing. We got business, you and I. Or actually, I guess I just kind of need your help. You see, there's this big hole. Một cái lỗ lớn ở đây. Lỗ lớn gì? Never mind. Forget I said anything. You're probably kind of busy anyway. Nhưng mình đang bận thật. I've got something important to do. Catch you later. Mình đang dẫn cái con Whoopo của mình ấy. Lại có thằng nào bay trên đầu mình. Như vậy nó cứ kiểu sến sến nào nhỉ. Đây có chỗ nhớ này. Yes, please. Mẹ tôi sợ bị treo vãi lanh luôn. That you are the beast looking for, and the Kepler from the Valley Village. Cái này ở chỗ vườn tiên à? Tôi phải đến đây để nói chuyện cậu. So the Valley is looking. Như cậu biết là làng tiên thì nó là một nơi mà có nhiều cây cối á, rậm rạp à, và nhiều bóng mát này. Nhưng mà gần đây thì cỏ và cây hoa thì không được phát triển mạnh mẽ lắm á, nên tôi bắt đầu lo lắng á, là mà bọn chúng là sẽ bị yếu đi à và chết đi à. Nên cũng đúng ở chỗ đây nó có nước xịn luôn. I can't outside. I don't want to see that thing. Hiện tại tôi đang ở ngoài, nhưng mà cái vấn đề là tôi không muốn cái làng đấy nó bị biến mất. Dù sao chăng nữa tôi cũng đã nghiên cứu về cái vấn đề này và tôi đã chỉ ra rằng ước tự mình. À, về cơ bản là mình sẽ mang cho nó cái đầu Grimy Me Khala for nó quá rõ ràng chăng à, để sử dụng cái đầu để khiến mưa nó rơi à. Tôi sẽ sử dụng đầu Grimy Khala, một đống đầu à. Like what the can fit the plan. Like Magasui Ren. Liệu cậu có thể giúp tôi không? Unusual forecast. Nó lấy cái đầu để nó tạo mưa. À, chắc chắn à. Shinagawa Kiremegara. Con này là con gì nhỉ? Tôi đoán là những cái đầu của... chắc là nó nằm dưới đất. Cái này là chúng ta sẽ nhớ thấy là nhưng mình không rõ ràng cần cái đầu nào làm mưa kiểu gì ấy. Nên lại có cái chỗ kia. Ui, lại con này à? Level 48 tởm đấy pro. Bây giờ có một đống Valkyrie luôn này. Con này là cái Vitality to đánh như muỗi. Sao lại ngủ hết mẹ? Sao bọn bê đông thế nhỉ? Ngủ hết cho tao kìa. Mẹ sợ thật đấy. Đông như kiến cỏ. Cái giờ là bây giờ mình chưa có con nào đánh gió khỏe ra. Có cái con nào đánh AOE dọn được thì tốt. Thực ra cái con Hell Rider cũng ngon. Nhưng đúng là bây giờ mình chưa có cái con nào đánh gió khỏe. Nên là đấy là cái vấn đề.
Thì mình thử xem. Úi giời. Người ta cho mày ngủ tiếp. Mày sắp chết rồi. Idun rồi mà. Chết rồi, nó chặn. Đây là Valkyrie mà quên mất. Mày cho nó ngủ tiếp đi. Đánh ngủ con mẹ tiền. Nên là mấy cái đứa mà đánh tay không này là mình dễ đoán. Là các bạn nó yếu với việc ngủ và bị độc ấy. Nên là nên là mấy cái chiêu dụ dỗ này rất là dễ ấy. Bây giờ mình quay từng thằng một. Quay từng con một. Nghĩ cho em Idun đi nghỉ đi. Kurama Tengu đấy cũng được này. Là cái thằng này không thực sự nó khỏe về gió lắm ấy. Nó kiểu gì ấy. Mẹ cái chiêu bên thằng này đã hất mất MP, chán rất là chán. Kiểu cái chiêu đánh vật lý nó lại mất mẹ MP, mất mẹ máu như đợt trước thì ngon. Bây giờ cứ spam cái chiêu này là mẹ mà tốn dã man luôn. Đá cho phát rồi. Cút. Thật ra cũng đam to phết nhỉ. Physical, mẹ thằng này chém Physical tởm phết nhỉ. Úi dồi, mẹ nó sạch nó cái, nó chém mình. Nó thêm phát nữa ý. Mẹ à, vãi tè luôn. Mẹ thả nó một đòn nên nó chém ý. Chết con mẹ. Chém đau thật đấy. Là cái chỗ mình ăn cái này. Nhưng mình phải nhảy xuống đây thôi. Nên cái chỗ em nó có rất là nhiều cái chỗ nhảy qua nhảy lại. Cửa có rãnh này. Tương đối là phiền. Nên là mấy cái map này mình sợ là sợ luôn. Là con này. Có thể thì chú lại ngủ. Nó sát thủ. Mình không nhớ là lúc nãy mình thuyết phục con này chưa nhỉ? Lại Critical ơi, mẹ cái này khó chịu thật đấy. Cái này chứ. Con này yếu với cả lửa. À này, thằng này nó có gian ma này. Ok, chúng ta sẽ cho nó ngủ đi. Ngủ hết cho ta. Nhưng mà mất lượt. À, vẫn còn một con này đứng đấy. Piercing ammo rồi. Chết luôn. Comment. Ngủ dậy chưa mẹ? Tao cho mày dậy. Tỉnh dậy chưa mẹ? Thằng này không có chiêu thì hot nhỉ? Đà ra gông kích thử. Critical. Con này, hình như con này mình chưa thu phục thật. Level 44 ấy, mình nói chuyện. Lap 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 lap. Keep calm. I say you you mighty man. Sẽ làm gì? Phải đòi lắm tiền thật đấy. Nhưng mà như thế thì cho ta một cái dark tham. Ok đầy. Cái mua thoải mái. Ok, to ít máu á.
Hít thì đi. Mẹ nó hít gần cạn rồi. Fallen One Orse. Cũng xuân sẻ phết. Nên mình đang xem là mình phải đi đâu nhỉ? Nhưng là mấy con này mình chưa bắt hay sao? Là có nghĩa là lúc mà mình chơi cho các bạn thì mình bắt rồi, nhưng mà mình chơi lại thì mình chưa bắt đấy. Nó bị treo thì mình chưa bắt. Nên là chừng nào vẫn ở trong cái vùng này là khó nhìn là nhìn. Phải đi đường này không nhỉ? Phải đi vòng lại. Tại mấy con sao đều này nó vẫn đánh mình. Nên nói gì nói cái vùng cái chỗ này là mẹ bọn em vẫn level to ấy. Bọn em level to thật đấy mọi người. Nhưng nó ở phía cái chỗ này thôi. Mình quay lại chỗ này à? Nó ở ngay cái đoạn trên này. Chả biết đi đâu. Nhìn đây xem. Hình như nó trèo lên cái chỗ này để ăn này. Nhưng quan trọng là trèo lên kiểu gì. Thế là cuối cùng nó vẫn rơi xuống cái rãnh này. Mình cố gắng mình không rơi xuống cái chỗ hố này, hạt rãnh này, nhưng mà vậy rơi xuống. Ô, có con Mitama này. Chỗ này mình đi tìm đường mệt. Tìm mấy con Mimen thì vỡ mồm luôn. Nên đúng là cái các cái mấy cái đứa mình phải farm thêm. Kiểu gió á. Tiện quá nhỉ. Cược. Sút cho phạt 15.000 damage. 15.000 kinh nghiệm. Mình thấy mà không lên level mẹ vãi. À cái chỗ này là cái con này. Nhưng hình như nó không đi được. Con này giật cả mình. Mấy cái game này nó cũng xịn nhưng mà... Mấy cái hút đấy... kiểu là mấy cái yếu tố hút đấy, mấy cái trò này nó cảm thấy nó cũng yếu. Chả có cái đường lên như thế. Mình chả thấy cái đường lên ở dưới này. Mẹ dưới cái rãnh em nó cứ xàm xàm ấy nhỉ. Đường lên nữa. Không thấy đường lên thật. Phiền vãi lành. Đang có đường này lên. Cái đường này lại đi đường cùng con mẹ nữa nhá. Đi hòa cái chỗ này, chả có đường nào lên. Đây này có một đường. Đường này dẫn đi đâu? If you want to get back up.
Go up, đi lên cái đồi này này. Then turn back, quay lại. Mình chả hiểu con này nó nói cái gì. Nhưng nó phải đi, bà nó đi theo cái đồi này. Con này nó chỉ đường cho mình này. Chỗ này đường xàm quá. Dinosaur Essence. Các bạn đi theo cái đường này rồi quay lại à? Go up to this hill này. Then turn back này. Then you went and back to the train track này. Đi lên cái đồi này á. Có thấy đi chó gì đó. Cái đường này khó chịu. Ok, mình có đi lại. Trên thực tế là hình như là chúng ta phải đi cái chỗ này. Sao hình như là chúng ta không nên nhảy ở đây, mà trên thực tế là chúng ta phải đi cái thang này xuống. Bro, lại mấy con này. Cái đoạn này là có mấy con chim này khó chịu thế. Mấy con điên này. Chết con mẹ. Mình cạn hết cả mấy cái ok, cạn hết cả MP chỉ vì đánh mấy con này. Vãi đạo, bá đạo thật đấy. Nên mình sẽ phải cho này ngủ này. Cho một con ngủ chúng ta phải. Mẹ mày con này đĩ này, mẹ phiền phết. Con này không ngủ à? Oh. Ngủ đi mẹ mày. Anh yêu cầu chúng mình. Ui, critical luôn, ngon quá. Chết con mẹ. Bây giờ cái thằng Kurama Tengu này của mình cũng hết mẹ mana luôn. Đá nhiều quá, hết cả mana mẹ sợ. Cái bọn này nó phiền dã man luôn. Cút chó này. Mẹ bố mày chém mày trúng nữa mày chết này. Ui, không chết mẹ còn ta chín máu đấy bro. Nó cào lại mình đau dã man luôn. Gì chỉ còn mẹ mà. Chắc là mấy lượt sau là thằng nhân vật chính mình phải đi hút mana con nào đều yếu yếu ấy. Con này nó không có chiêu búp này nhỉ? Hay double này? The buff and debuff thì nó có hiệu quả gấp đôi à? Nhưng mình không biết là mình cái này là kiểu gì. Nên là để khi nào mình thử xem. Vậy chúng ta đợi đầu lượt sau này. Cho nó ngủ thêm phát nữa. Cho em nó ngủ không có tăng máu ấy nhỉ? Ngủ là mất lượt luôn. Nên là cái đoạn này ngủ quan trọng phết này mẹ. Chứ mình một mình mà phang hai con là hơi bị căng luôn đấy. Chém critical. Chết cả mẹ. Bọn này phiền nghiêm vúc túc luôn đấy. Ủa mình không tìm máu đâu luôn. Mình cho mình tăng phép này. Đâm lao theo lao rồi. Mình bây giờ mình cũng muốn lên cái đánh vật lý nhưng mà chúng ta lỡ lên phép nhiều quá. Mình phải đi nhanh hay không chỗ em nó lại ra. Mẹ nó ra ào ào luôn ấy, vãi đái thật. Nó ra như mẹ mà như suối. Toàn con toàn level cao, level 4 mấy luôn. 48, 49 mẹ sợ thật. Thực ra cái con chim này level cao nhất luôn. Ôi mẹ máy quá, có chỗ ít mana. Như là nó sẽ rơi xuống cái đoạn này. Như vậy mình thế cái chỗ này không phải à? Chỗ này là đi ra cái con Mime này. Nhảy như con dầu. Hai kiếm. Hay là hai đoạn này không phải nhỉ? Nó chỉ ra cái chỗ con Mime này thôi. Nhưng mình vẫn có cái cầu thang mình đi lên này. À, đó, vẫn đi ra đây này. Như cái đường này đúng rồi ra.
Mình hy vọng là mình không bị ăn hành. Bên này nó có cái ấy này. Chỗ này mà đi tìm thì vỡ mặt mẹ, tìm đường. Orush. Hình như đây ra nhỉ. TV. À đó, cái này là một trong cái quét phụ của nó nhé. What? Đây nó không phải à? Đâu đâu? What? Thế cái này nó quay lại chỗ cái con ấy này. You wanna go to heal and go back? What? Thế lúc này làm gì có cái đường này nhỉ? What? Sao lúc này mình đi thì là thì đằng sau lưng con này là thì làm gì có đường nhỉ? Nếu mà có đường thì mình đã chả đi rồi. Cho này bị ngáo á. Thế là nó có một cái thang nó đi lên trên kia. Từ nãy giờ mình đi lòng vòng thì hóa ra là ở cái trên này nó, là đằng sau lưng con này nó có đường. À nó có đường thật ở rẽ trái này. Còn lúc nãy mình nhìn thấy cái tường này mình quay con mẹ lại. Bảo sao. Nhưng mà bù lại thì cái này của nó cũng đi lên ấy. Nó chả thay đổi được cái gì. Cái chỗ này đường kiểu gì nhỉ? Kiểu như là nó không phải bí đường mà là kiểu đường nó cứ xây nó cụt cụt thế. Cái chỗ này đúng là kiểu mà mình muốn mọc cánh mình bay cho nhanh ấy. Để mình quay lại xem.